Em mến chào tất cả cô chú chị đã trở lại kênh của em nha. Thì ngay lúc này Quy Sang là chính thức quay xe, nhưng mà trong câu chuyện của Hồng Loan á, đó thì Hồng Loan bây giờ thì nói chung là chưa chính thức lên tiếng. Cộng đồng mạng bây giờ người ta cũng đã lên tiếng hẳn hồi và lên tiếng thẳng mặt về cái câu chuyện của anh ta. Anh ta cũng đã từ cái lúc mà đầu tiên đi vào giúp đỡ chồng Loan đó, nhưng mà em cũng chẳng thấy là anh ta giúp đỡ được cái gì. Từ những cái tên mà kêu bằng là Vũ Linh cùng với Phương Lê quay xe rồi đó, đó thì lộ dần bản chất cô ta thì ít đến nhà của Hồng Loan và cũng ít có tiếp xúc với chị Ni. Trong những cái lần mà chị Ni về hoặc là những cái lần mà chị Ni đến tại nhà của Hồng Loan đó, giống như những cái mà thời điểm mà chị Ni cùng với Hồng Loan mà đi ra ngoài Bắc để giải quyết cái câu chuyện mà kêu bằng là cái bản quyền BH Mayra của Hồng Loan đó, là của ông Năm đó, lấy lại cái bản quyền đó, thì từ những cái đó thì cái bản chất của ông ta cũng không được vui. Không vui vì lý do là Hồng Loan cũng đã lấy lại được cái bản quyền và đã chính thức lấy lại bản quyền của ba mình, và Hồng Loan toàn quyền quyết định. Từ những cái đó thì cái mặt của Quy Sang cũng không được vui. Không được vui là tiếp theo là cái bằng là Vũ Linh cũng đâu vui vậy. Không vui tại bây giờ là Hồng Loan đã lấy chính thức lấy lại được bản quyền của ông Năm rồi, thì tất nhiên là Vũ Linh không được vui rồi. Tại bây giờ hiện tại bây giờ đó là cái bản quyền đó là BH cũng đã chính thức nói rằng là 89 triệu là trao cho bé que, đó là Hồng Phượng đó. Còn kêu bằng là 300 triệu là trao cho Vũ Linh đó, đó thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, Vũ Linh đó thì đã trao cho hai người này rồi. Thì cái câu chuyện đó thì bây giờ là phía bên luật sư của Hồng Loan đó cùng với phía bên BH Mayra đó, người ta cũng đã có những cái hợp đồng và có những cái mà kêu bằng là văn thư đồ, những cái video hình ảnh rồi đó, cũng đã lưu lại hết rồi. Đó là từ những cái đó thì Quy Sang không được vui. Không được vui là tất nhiên á là từ những cái đó thì anh ta cũng đã lộ dần ra những cái tính tình của anh ta là đã muốn quay xe từ rất là lâu rồi, nhưng mà không có những cái cớ để quay xe. Rồi sau này chị đi đó, sau này chị đi đó thì gặp chuyện ở Malaysia đó, thì từ những cái con sâm trổ tiền nổ đó cùng với kêu bằng là cái bộ tam tai của nó đó, thì nó cũng đã kết hợp chung với những người đó đó, cũng đã kêu bằng là dẫn dắt những cái dư luận để cho chị Ni dướng ở bên Malaysia đó. Thì từ những cái đó chị Ni về nước không được thì anh ta cho rằng là chị Ni đã vướng vào những cái vấn đề là pháp lý phía bên Malaysia rồi, cho nên chị Ni không về nữa. Đó thì anh ta đã lộ dần những cái bản chất là quay xe, không muốn giúp đỡ cho Hồng Loan nữa. Bây giờ cho dù là Quy Sang có làm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà đặt niềm tin cho chị Ni. Tại vì bây giờ chị Ni cũng đã lên tiếng, chị Ni lên tiếng là 50% thôi, chưa có vạch trần hoặc là nói thẳng tên cái câu chuyện ra, thì mình cũng đã hiểu là ai rồi các chị. Từ những cái mà chị Ni về nước chung với Hồng Loan cùng với Má Tư hoặc là vợ chồng Ninh Tí Bích Trâm đó, đó thì cũng không có cái mặt của tên Quy Sang này. Đó, Quy Sang cũng đã lộ dần, cũng đã trốn dần, trốn dần và giống như là những con chuột nhắt rồi đó. Tại vì anh ta cũng cho rằng là bây giờ là kêu bằng là vợ anh ta có mang bầu mang bì gì đó, không thể nào mà kêu bằng là tiếp xúc ở bên ngoài được. Nhưng mà những thông tin từ bên trong những người mà người ta đến đó, người ta làm việc tại người ta làm đó, đến để làm kêu bằng là tại cái tiệm xăm của ông ta đó, thì người ta cũng nói rằng là vợ Quy Sang là đã kêu bằng là đã hư rồi từ rất là lâu rồi. Nhưng mà tại sao lý do là anh ta lại lấy ra những cái cớ mà để kêu bằng là trốn tránh người ta? Trốn tránh bằng cách nào? Bây giờ sự thật là sự thật thôi, bây giờ mình không ủng hộ Hồng Loan nữa. Đó thì mình cứ đem cái con vợ mình ra hoặc là đem Hồng Loan ra để làm kêu bằng là trò đùa cho thiên hạ. Rồi hiện tại bây giờ Quy Sang cũng đem Hồng Loan ra để làm kêu bằng là lá chắn, làm tấm bia đỡ đạn cho cộng đồng mạng đừng vào công kích anh ta. Nhưng mà bây giờ Hồng Loan cho dù có làm cỡ nào đi chăng nữa thì cộng đồng mạng là cộng đồng mạng, cộng đồng mạng công kích là công kích. Tại vì cộng đồng mạng này cũng không thích cái thể loại bị kêu bằng là đứng hai hàng thẳng lối, đứng hai hàng và cái dạng quay xe quay cổ. Mà cho tới thời bây giờ đó, biết bao nhiêu người người ta cũng đã quay xe rồi, chẳng lẽ bây giờ cái tên khứa mà kêu bằng Quy Sang này là không biết những người quay xe đó là nó sẽ gặp hậu quả như thế nào không chị? Bây giờ bên cạnh của Hồng Loan cũng không còn ai nữa, Nguyễn Vũ hoặc là vợ chồng Lương Tiến Bích Trâm, chị Ni rồi đó, và những người trong gia đình của Hồng Loan giống như là bùm Thành Mỹ rồi đó. Đó thì mình không nói. Bây giờ ngay cả Quy Sang là bây giờ từ ngày xưa tới giờ đó,
Từ cái lúc mà Quy Sang đến tại nhà của ông Long đó, cũng nhờ cái lời giới thiệu của Vũ Linh, anh ta mới đến muốn giúp đỡ cho ông Long. Rồi từ dần dần cũng đến nhà của ông Long mỗi ngày. Đó thì sau này đó, đó thì anh ta cũng đã kêu bằng là cũng đấy, Hồng Loan cũng đã nhận anh ta làm là anh Tư rồi đó, kêu anh Tư cho chọn như vậy đó quý vị. Vậy mà bây giờ lộ diện ra, đã quay xe là kêu bằng là không còn nhìn mặt chị Ni, không còn nhìn mặt chị Ni bên ngoài, thì bây giờ tiếp xúc với Hồng Loan đó, thì cũng muốn nhờ cậy Hồng Loan đứng lên để bảo vệ cho anh ta. Mà bây giờ anh ta vào trong câu chuyện của Hồng Loan, bây giờ mà anh ta bảo vệ cho Hồng Loan hay là Hồng Loan bảo vệ cho anh ta có vậy? Bây giờ đi vào trong câu chuyện của Hồng Loan, Hồng Loan bây giờ á, công chuyện thì trình lên chê, tòa án thì bây giờ xử chưa xong, mà trong tháng 10 này chưa chắc gì xử nữa có vậy, cũng chưa chắc gì xử, chưa chắc nữa. Bây giờ tòa án người ta cũng đã chưa có những cái quyết định là tháng 10 xử nữa. Bây giờ ngay cả luật sư còn chưa biết tháng 10 xử trong cái câu chuyện dành nhờ nhờ của Hồng Loan nữa. Thì lấy đâu ra bây giờ Hồng Loan rất là nặng nề. Từ những thằng thứ hai đã quay xe ha, từ người mà kêu bằng chị đó, kêu bằng chị Le Le thì cũng đã quay xe. Rồi qua hậu, rồi từ người vào cũng đã quay xe quay cộ. Ngay cả Lê Tính cũng vậy, bây giờ cũng đã quay xe rồi. Đó thì bây giờ từ người bây giờ quay xe Hồng Loan rất là nặng nề. Mà bây giờ còn vướng thêm cái câu chuyện của Quy Sang quay xe nữa. Mà Quy Sang bây giờ muốn là Hồng Loan là bảo vệ, mà Hồng Loan bây giờ là đàn bà phụ nữ, mà bây giờ bảo vệ cho anh nó bảo vệ bằng cách nào? Trong câu chuyện này, tự mình làm tự mình chịu, mình có vấn đề gì mình không dám tiếp xúc trước mặt của chị Ni, nói không con chị, mình có vấn đề gì cho nên mình không dám tiếp xúc? Tại sao mà bây giờ tới nhà, tại nhà của Hồng Loan đó, mỗi lần tại sao mà chị Ni đến, hoặc là chị Ni đi ăn, đi tiệc, hoặc là giỗ tổ đó, đều có mặt của Quy Sang. Nhưng mà lần này đó chị đi về qua tại nhà con Long cũng không có mặt của Quy Sang, và đến tại cái giỗ tổ nhà của chị Ba Bình Tinh đó cũng không có mặt của Quy Sang. Thì tất cả cô chú chị cũng biết rằng là bây giờ anh ta nằm ở đâu, bây giờ buông ra thì anh ta từ chối, buông ra thì anh ta đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, bây giờ đem con vợ mình ra để đổ lỗi cái vấn đề là bây giờ vợ mình đã có, nhưng mà thật sự từ bên trong đã hư rồi, hư rất là lâu rồi. Ở người ta đến, người ta làm, người ta cũng đã chia sẻ điện cho em và cho em biết rằng là cái câu chuyện như vậy đó. Thì tại sao mà anh ta đem những người phụ nữ ra mà kêu bằng làm tấm bia đỡ đạn của chị? Trong câu chuyện đó mình phải hiểu một điều, bây giờ cứ có một cái câu chuyện gì cho nên là cái bằng Quy Sang mới né tránh chị Ni. Hỏi mình làm bậy mình mới né tránh người ta, còn mình làm đúng thì làm sao mà né tránh được, thấy không? Nhiều khi mà trong cái câu chuyện mà chị Ni ở Mã Lai đó, nhiều khi cũng có danh sách anh ta trong đó đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu, nhiều khi cũng có danh sách của anh ta trong đó đó. Le Lu thì cũng có rồi đó, chị Ni là bây giờ biết hết trơn rồi đó. Trong cái câu chuyện mà kêu bằng là ở Mã Lai đó, nhiều khi trong danh sách đó là cũng có anh ta trong đó nữa. Tại sao mà biết được những cái đường đi nước bước của chị Ni, rồi biết được là chị Ni hiện tại ở đâu, làm gì, và trong thời điểm giờ giấc nào mà chị đi về Việt Nam? Tại sao những cái câu chuyện đó mà một cái người ngoài, một con sâm tiền nọ, một cái con kêu bằng là sao sâm, cái con tiền sâm đó, con tiền nổ đó, nó lại biết cái câu chuyện của chị Ni, nó lại biết đường đi nước bước của chị Ni. Nếu như mà cái người ở Việt Nam này mà không nói ra thì làm sao mà biết bên kia cái con tiền nổ nó biết được? Nó ở nhà mà chẳng lẽ nó định vị được người ta? Con tiền nổ nó ở nhà làm sao mà nó biết được không chị? Đó, từ những cái đó thì mình cũng đã hiểu một điều là trong cái câu chuyện này có người từ bên trong cung cấp thông tin ra bên ngoài, cho nên là kêu bằng là phía bên kia đó, phía bên con tiền nổ xong nổ con Nga đó, nó mới biết được trong cái câu chuyện đó chị Ni đi về lúc nào. Tại sao những lần mà chị Ni về Việt Nam đó mà tại sao không có cái mặt của Quy Sang? Thì mình cũng đã hiểu, bây giờ người ta đã quay xe rồi. Cái dạng quay xe này là quay xe ngầm không chị? Quay xe ngầm đó, không biết trước được. Bây giờ mà kêu bằng là cái con đường là kêu bằng lưu từ từ đó, thấy là bây giờ Hồng Loan sắp vô rọ rồi, thấy là Hồng Loan bây giờ là yếu dần rồi, cảm thấy Hồng Loan bây giờ yếu dần, anh ta cảm thấy là bây giờ là không thể nào mà binh vực. Rồi từng những cái mà hứa hẹn, những cái lời hứa, những cái ăn thề của anh ta trên cộng đồng mạng đó, bây giờ nó còn văng vẳng trên cộng đồng mạng đó, bây giờ tính sao? Đó,
Bây giờ cho cỡ nào đi chăng nữa thì mình đi vào trong câu chuyện của Hồng Loan đó thì mình cũng ráng bảo vệ. Mà anh ta bây giờ kêu Hồng Loan bảo vệ cho anh ta, anh ta cảm thấy bây giờ không thể nào bảo vệ cho Hồng Loan được, thì còn cái gì nữa đâu mà nói cái gì đó. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và xem hết tất cả các video của em. Em chào tạm biệt hết tất cả cô chú anh chị nha. Bye cô anh chị.